Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Dạo gần đây đang hot cái con TV Man trong Skibidi Toilet đúng không các bạn? Nhưng không, mình sẽ không làm về con đấy mà chúng ta sẽ chơi một con nana giống. Đó chính là con quái vật quỷ đầu TV ấy. Nghe đã thấy ghê đúng không? Và bây giờ trước khi vào video để xem nó đáng sợ như nào, các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ mình làm thật nhiều video mới nha. Các bạn đừng hỏi ốc hôm nay đầu ốc bị ốm nha các bạn, để khi nào ốc khỏe thì ốc sẽ làm video. Còn bây giờ đi thôi. Tựa game này có tên là TV Head, dịch ra là quỷ đầu TV, và bên dưới nó ghi là 8 trang gì đấy mình cũng không hiểu. Rồi, và đây là quang cảnh trong một khu rừng. À, mình thấy hình cái con mèo dán trên cây, chắc là mình sẽ phải đi theo 8 cái hình này để đến gặp được quỷ đầu TV, hoặc là đi tìm 8 cái hình này. Nhưng mà tìm hình mèo thì sao lại ra được quỷ đầu TV nhỉ? Nghe rất là vô lý, cũng chả thuyết phục gì cả các bạn. Thôi được rồi, tí mình vào game xem nó có đúng như thế không nhá. Và đây thì có 3 bản đồ đó, trong rừng này, đầm lầy và map này, map tuyết mùa đông các bạn. Xem là chọn cái nào nhỉ? Thôi đi đầm lầy đi các bạn. Ok. Đây vừa vào đầm lầy các bạn ạ. Đầm lầy trong ngôi nhà này, nhà chứ đầm lầy đâu mà đầm lầy. Điều thật sự luôn. Và nhìn thấy một chú mèo cu te hột me rất là dễ thương. Mèo 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 luôn. Chết cỡ lại đi, mèo mèo mèo, tiếng mèo kêu trả lại tâm trí tôi đây. Đây là bếp này các bạn. Lấy cái hình ảnh nào. Ui sao, bếp cũng không có gì. Đây là nhà vệ sinh nối liền với bếp. Đây là phòng khách. Ui, vẽ con gì kìa? Trên tường vẽ con gì đấy các bạn? Đây chắc là hình vẽ của một con quỷ nào đấy đấy. Lên tầng xem có lên được không? Lên được nha các bạn. Đây là tầng các mái, cũng rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc luôn các bạn ạ. Như kiểu những ký tự của con quỷ gì đấy, những bàn tay đen xì. Ôi, đây nhà của quỷ à? Thôi xong rồi, vào nhà của quỷ rồi. Thôi đi ra thôi các bạn ơi. À, bên ngoài đúng là đầm lầy luôn này. Ui, con TV kìa hả? Kìa, chính là con quỷ đầu TV à các bạn kìa. Nó nhìn thấy mình không ta? Trông như kiểu nó đang nhìn thấy mình mà không biết nó nhìn thấy mình không. Từ từ trốn vào trong nhà các bạn. Ô, quay xe nhanh thế. Mình trốn nhà và nó quay xe luôn các bạn ạ. Mình đã tìm được một hình ảnh con mèo. À, bên dưới nó ghi là tìm 8 cái hình ảnh con mèo thì phải. Ok, hiểu rồi. À, đằng xa xa kia TV màu xanh. Ôi ôi, ôi TV màu đỏ. À, cái gì đây? Chưa ra đã bị đuổi rồi. Ôi giời. Đây, vào đây, vào đây à. À. Ấy, các bạn thấy không? Công kinh chưa? Cho lại gần đấy xem nào. Lại gần đấy, lại gần đấy, lại gần đấy. Đi rất là hồn nhiên như con điên luôn các bạn. Ôi, đâm đầu vào cây à? TV ngu si. Ôi giời, yên tưởng thế nào? Mình nghĩ là mình đi sang đầu bên này đi các bạn ơi. Chỗ này có một hình này các bạn. Không phải à? À, các bạn nhìn thấy góc màn hình không? Đấy, đấy là một mảnh ghép để mình có thể ghép đủ đó là hình con TV, quỷ đầu TV. Đây, được hai hình rồi. Chúng ở đâu hết ta? Ui, con TV xanh chạy ra đầu này các bạn ơi. Ui, góc quay của game này như kiểu góc nhìn thứ nhất của mình ấy, nên là nó hơi bị chóng mặt các bạn ạ. Chạy như thật luôn, chạy thở không ra hơi luôn. Đây rồi. Ô, bạn quỷ đầu TV đâu hết nhở? Kìa kìa, đằng xa xa các bạn. Bên này cũng có con. Thế thì mình chạy qua đầu này. Người phết các bạn ạ. 8 hình mà mình mới kiếm được 3 hình thôi. Đằng xa xa thì mình thấy có một hình rồi. May là mình có khả năng nhìn được xa xa một chút đấy, chứ mà nhìn gần mãi thì thôi xong. Mình cứ tưởng đầm lầy này nó phải có bùn chứ không các bạn ạ. Nó chỉ là vùng trũng có nước thôi, gọi là đầm lầy. Nó khôn thật đấy các bạn ơi. Các bạn để ý nó. Thôi xong rồi, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Mày không hớt được đâu con trai. Tobi không tình yêu. Đúng rồi đấy, nó canh à. Thế thì chịu rồi. Đây đây, có một bước ở đây, có một bước ở đây. Các bạn thấy không kia kìa? Nó đi lom khom. Từ từ từ, con này bé, con này bé. Chạy đi à, nó thấy mình rồi à. Ôi các bạn ơi, tỏa lên toang rồi. Dính dính. Ôi may quá, may quá. Chạy rồi, chạy rồi. Thoát khỏi tầm nhìn của nó rồi. Con mặt xanh này kinh quá các bạn, con này bé. Con đỏ đỏ thì con to hơn. Đâu nhỉ? 8 cái cơ mà. Đây 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 đây. Gần khu nhà có một cái.
Chạy nhanh lên. Hai cái đấy luôn các bạn ạ. Ngon. Kia đằng kia. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kia 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 đằng kia một cái nữa. Ở cạnh nhà có nữa các bạn ạ. Đây hình như là hình mảnh ghép để ghép lại thành con quỷ đầu tivi sao các bạn ơi. Kìa chỗ đỏ đỏ có con kìa. Mình nghĩ là mình sẽ chạy vào ngôi nhà này. Đây có phải là ngôi nhà mà ban đầu mình đi không? Mình biết là đây có hai ngôi nhà vì lúc mình ra mình nhìn thấy mà. Kìa. Đây là một ngôi nhà khác các bạn ơi. Ủa, cái gì ơi? Cũng có những hình vẽ nguệch ngoạc luôn, không hiểu ký tự đây. Đây là ký tự gì luôn các bạn ạ? Chắc là một cái tế đàn kiểu để triệu hồi con quỷ. À khéo đợi ai đấy triệu hồi con quỷ đầu tivi ở đây. Xong đó là nó bắt mọi người. Ai mà vào đây là nó bắt luôn. Hơi bây giờ mình vào đây các mình không cẩn thận là mình cũng bị tóm cổ đó các bạn ơi. Con tivi kìa. Đấy chưa? Con tivi mặt đỏ kìa. Đấy nó lại đây này. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa các bạn. Ừ, vào đây, tao trốn nhà này. Người cao người không giúp được vào đây đâu. Ui giời kìa. Đi như kiểu là ngáo hơn các bạn ạ. Có thể mình xem ở xung quanh thì còn cái chàng này còn hai. Kìa, kìa một chàng. Nó cứ đứng ở đây, mình đi ra nó bắt mình ngay. Ồ, ok, nó đi rồi các bạn ơi. Nó đi rồi. Đi sang đầu kia, bên này mình thấy có một chàng này. Từ, nhà này không có cái gì à? Gì đấy? Chết rồi, nó thấy mình các bạn ơi, trốn vào nhà luôn. Chết chắc. Thấy chưa? Nó tinh vãi, mình biết ngay kiểu gì nó cũng nhìn thấy mình mà. Rồi xong lại đứng đấy, cay thế nhỉ. Mình biết rồi. Đầu này có một cái này, thẳng trước nhà này, đằng xa xa kìa các bạn kìa. Bên phải này có một cái nữa. Nhưng bây giờ mình đi ra là bị con này nó bắt ngay. Đi đi, sao cứ đứng đấy. Đây đây các bạn ơi, kìa nó cứ đứng đấy thôi. Đó, nó đi rồi. Đây, cơ hội của mình. Đây, một bức hình ở đây. Ui, nó thấy mình rồi. May quá các bạn ơi, may quá. Bắt đi, bắt hộ cái. Bạn bị kinh rồi. Kìa, có một cái kìa. Vừa đằng kia cũng có con xanh xanh các bạn ạ. Bắt rồi. Nào, thi gan đi, tôi ngủ đây là tôi ngủ với các anh này, bắt đi. Đứng lên thì ai chơi. Chứ đều thật đấy các bạn ạ. Kìa, nó có đi đâu, nó cứ đứng đợi lại. Đi, đúng rồi, đi. Đây rồi. Yes. Tí nữa thì con xanh vẫn giết thắng rồi các bạn ơi. Và mình đã kiếm đủ 8 cái hình con mèo. Wow, thắng rồi. Ui, căng thẳng phết các bạn ạ. Tí nữa thì mình ở đấy là mình. Kìa. Các bạn thấy bàn tay ở bên góc trái phía trên không? Chính là bàn tay của con quỷ đầu tivi đó. Ôi trời ơi. Quả cuối đấy là mình chọn một trong hai. Là mình sẽ chạy kịp đến bức tranh là mình sẽ không bị chết. Còn mình mà không chạy kịp là bị bóp cổ thôi các bạn ạ. Rồi ok. Vậy mình sẽ chơi thêm thử một cái map nữa nha các bạn. Bản đồ tiếp theo mình chơi đó chính là trong rừng nha các bạn. Đi vào rừng gặp quỷ đầu tivi. Đấy. Đúng kiểu ghê luôn. À, cũng ở trong một ngôi nhà. May là không đứng ở giữa rừng. Đứng giữa rừng là không có chỗ gì trốn đâu các bạn. Ở xa mình thấy có ánh sáng thì chắc là con quái vật đấy. Đúng rồi các bạn ạ. Ui rồi, vừa vào thấy nó luôn. Tìm 8 bức hình con mèo. Có đi vào đây không? Không đi vào được các bạn ạ. Đây như kiểu một khu làng nào đấy. Đằng xa xa cũng có nhà kìa. Nhưng mà không có ai vì bị quỷ đầu tivi nó ăn thịt hết rồi. Mình nhìn thấy đằng xa xa gốc cây có này. Trong rừng nó rộng quá nên hơi khó nhìn đấy các bạn ạ. Kia trong nhà kia cũng có bức hình con mèo kìa. Sang nhà này trước đi. Ui rồi,
Bị đen à? Mình cũng không hiểu là mình đọc gì kinh nha các bạn. Vết mực đen 48. Ghê nhỉ. Thôi rồi. Nói chung nhà bây giờ không có ai mà không có gì trong nhà đâu. Mình thấy nhà này có một bức tranh, mình lên lấy luôn. Chạy được các bạn ạ. Game này nó chạy như thật nên hơi chóng mặt một tí. Các bạn xem có thể không chóng mặt nhưng mà mình chơi mình thấy nôn nao hết trong người luôn á. Được một cái rồi. 1/8 thôi rồi. Thế này bao giờ mới xong? Có xe là có lái không? Cho tôi lái con này đi, gặp nó tôi tông nó cái. Ồ, không đi được các bạn ạ. Mình bắt buộc phải đi bằng đường cửa nữa chứ. Ui, rừng rộng như thế này làm sao mà tìm dễ được các bạn. Khó đấy, map này khó này. Ghê quá các bạn ơi, căng thẳng quá. À, đây là hình ghép để... Nếu mình tìm đủ thì có thể ghép thành hình của con ấy. Con quỷ đầu tivi bên phía góc phải màn hình cho các bạn. Ủa, đây đây đây, bức hình có mèo. Bức hình đây rồi. Bức hình đây rồi. Hai bức. Trời ơi, giờ mới được hai bức. TV kìa, có quái vật quỷ đầu TV kìa các bạn nha. Đang đi tìm mình ấy. Biết map này có mấy con, hiện tại mình mới chỉ thấy một con. Hình như mình cũng thấy có một con đỏ đỏ nữa ở đằng xa bên kia cơ. Ui. Toang rồi các bạn ơi. Ôi, thầy à bà. Ôi kinh quá các bạn ơi, ôi sợ quá. Cắm đầu mà chạy. Cắm đầu mà chạy, nhà ở dưới rồi. Lần này còn lâu bắt được tao nhá. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm gió. Thôi thôi thôi, tha cho em, tha cho em, tha cho em, tha cho em. Tha cho em, tha cho em. Ui, vừa ló đầu ra mà đã làm gì đâu. Ngồi đợi không ra đấy, không ra, không ra nữa. Không ra nữa luôn. Nào, chơi nhây đi. 2000 years later. Gì đây? Đây. Đuổi đi. Đuổi tao chạy. Nó ngay cạnh rồi các bạn ơi. Thôi thôi anh ơi, tha em anh ơi. Ôi giời ơi, em mới lú mà ta tí rồi anh đuổi em đâm em cắn anh. Thì anh chơi anh ơi, đừng cắn em. Trời ơi các bạn, nó đuổi mình nó không tha mình luôn. Nó bỏ đi chưa ta? Mình nghĩ là nó ra nó lừa mình thôi các bạn. Nó lừa mình nó đi, xong mình ra cửa phát nó cắm đầu nó đuổi. Nó vẫn lò dò ngoài cửa kìa, nó có đi đâu các bạn ơi. Nó cứ lò dò đứng ngoài cửa thôi. Nhà thì có mỗi một lối đi ra, nó đứng ở đấy thì đi đâu bây giờ? Ra nó bóp cổ luôn. Các bạn thấy không? Nó bắt ra. Astin vĩnh biệt. Con đỏ đỏ đằng xa các bạn ơi. Để thẳng cái này có một tấm các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng chạy thẳng lên đấy. Trên này có một con xanh xanh các bạn. Mình chạy cố gắng chạy vào giữa hai con. Đây có mấy gốc cây to, dễ trốn hơn đấy.
Đây rồi, rồi. Đây rồi. 6 cái rồi. Trốn, trốn, trốn. Trốn còn bên dưới nữa các bạn ơi. Đây rồi, 7 cái, 7 cái, 7 cái. 7 cái. 7 cái. 7 cái. Tám cái. Tám cái đây rồi. Con đỏ nhìn thấy mình rồi. Nào nhìn đi ai. Đây bắt đây ai. Bắt đây ai. Bắt đây. Bắt đây ai. Ôi giời, tôi thắng rồi bạn ạ. Rồi vậy là mình đã thắng màn tiếp theo các bạn ạ. Đã thổ thắng được cái màn khu rừng rồi. Đấy, bị giết mấy lần luôn, cay rồi đấy các bạn. Cái con bé bé nó chạy nhanh mà nó khôn, nó rúc được vào trong nhà. Cái con đỏ đỏ nó to, nó không treo chui vào được. Nhưng con bé bé nó chui vào được, nó bắt được mình cả. Trốn trong nhà nó cũng bắt được luôn. Trốn vào nhà cũng không đóng được cửa. Đấy, thôi chắc là mình không chơi đâu các bạn ạ. Hết cả hồn luôn, cứ bị nó đuổi. Còn Mắc Tuyết mình cũng thế thôi. Chắc là nó cũng chỉ là chuyển màu thành kiểu nền tuyết thôi, không có gì cả. Đó. Vậy trong video ngày hôm nay mình đã cùng các bạn chạy trốn khỏi bọn quỷ đầu TV và để lấy được mấy hình mèo chả để làm gì cả. Đấy, các bạn thấy tựa game này hay thì đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ mình làm thật nhiều video mới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.